Em Hoa Lan Thương Mai 98 xin mến chào tất cả các bác yêu mến hoa lan. Buổi sáng hôm nay em lên rất là nhiều các dòng hoa lan rừng các bác nhá. Hoàng nhạn, đuôi chồn, đuôi sóc, phi điệp tím của rừng các bác nhá. Đuôi cáo các bác nhá. Bên em thì lúc nào cũng có trà ngon Thái Nguyên, trà sạch nhà làm các bác nhá. Chuẩn đất trà Tân Cương, số lượng không có nhiều. Cô chú ba anh chị muốn uống trà ngon thì liên hệ cho em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0372094157 ạ. Bên em ship nhanh và ship toàn quốc các nhá. Trà thì sẽ có mức giá từ 250k trở lên. Nếu các bác uống vị trà ngon của Tân Cương thì các bác cứ sử dụng trà 350k 1kg trở lên giúp em nhá. Trà nó rất là béo, rất là ngọt các bác nha. Em lên luôn cái chậu hoàng nhạn đầu tiên các bác nha. Nhạn nhà em bây giờ là hầu như chậu nào cũng có nụ các nha. Chậu này là mỗi cây 2 nụ các nhá. Mỗi cây 2 nụ, cây 10 cặp lá và 9 cặp lá này. Đấy. Tới đây 4 bông hoa các nha, cực đẹp luôn. Đó. Chậu này lên chia sẻ với các bác giá là 700 nhá. 700 mã số. Hôm nay em lên là mèo 1 các nha. Mèo 1 là 700k. Đấy các bác nha. Mèo 1 700k. Cây rất là đẹp, dáng rất là đẹp. Mèo 1 giúp em ạ. Em lên lộn xộn thôi nha. Mèo 2. Mèo 2 là đuôi cáo các nha. Đuôi cáo Cao Bằng. Đấy, trồng trong chậu đất và đặt vào gỗ, gỗ lũa trong này. Mèo 2 là 350k. Những cây này tới đây là hoa hết ạ. Em lên mèo 3. Đai Châu các nha. Đấy, Đai Châu màu đẹp không, về các bác ngắm hoa. Mèo 3 chậu 2 cây 180 ạ. 180. Em sang mèo 4. Mèo 4. Mèo 4 có một cây là nó mất ngọn ý, xong rồi nó lên ngọn mới được cây lá mít luôn này, đẹp không các bác này. Đấy. Mèo 4. Mèo 4 cũng đang có nụ hết rồi các bác nha. Cây này thì em thấy một nụ này. Cây này. Cây này chưa, chắc chắn là nó sẽ ra các bác nha, nó ra sau đấy. Mèo 4. Đây, chậu ba thân các bác nha. Mèo 4 cô chú bác chị lên giúp em giá là 500 nhá. Mèo 4 là 500. Rồi em sang mèo 5. Mèo 5 Sơn Thủy Tiên các nha. Đấy, mèo 5 Sơn Thủy Tiên là 150. Sơn Thủy Tiên 150 các nhá. Sừng tiên em còn nhiều, các bác lấy thì em nhặt cho các bác y như thế này. Mèo 5 150. Rồi em sang mèo 6. Chờ tí em lên phi điệp các nhá. Mèo 6 đùi gà tròn. Mèo 6 các bác gộp đơn giúp em là 100k nhá. Mèo 6 gộp đơn 100. Em sang mèo 7. Cái này đuôi chồn cực to luôn các bác này. Đang ra nụ các bác nha. Đuôi chồn này to không. Mèo 7 các bác nha. Em chồn này rất là to, ba em các bác nha. Đấy. Mèo 7. Mèo 7 này cô chú bác chị lên giúp em nhá. Giá là 350k. Mèo 7. Mèo 7 350. Rồi em sang mèo 8. Đuôi cáo tiếp quá nha. Mèo 8, đây được hai cây cáo xếp này các bác này, đẹp không? Mèo 8 các bác lên giúp em là 300 nhá, 300. Mèo 8 300. Mèo 8 300. Em sang mèo 9 các bác nhá. Tao ở sắc đang nụ các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 ngọn. Mèo 9 các bác lên giúp em là 350k. Mèo 9 là 350k. Đó, em sang mèo 10. Mèo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngọn các nhá. Mèo 10, 6 ngọn này. Các bác lên giúp em giá là 400k. Mèo 10. Cây để đanh lắm. Rồi em sang phi điệp các bác nha. Phi điệp mèo 11. Phi điệp mèo 11 các nha. Cái này trồng trong cái chậu gỗ nghiến. Đây. Chậu này có trị giá gần 200.000 các nha. Chậu này chơi rất là bền đây ạ. Mèo 9 các nhá, mèo 9. Ờ quên, còn mấy chậu nhạn nữa các, chờ em tí. Mèo 9 đây ạ, phi điệp các nhá, phi điệp rừng này. Mèo 9 các bác lên giúp em giá là 400 nhá. Đấy. Tính ra là chỉ bán vào 200 phi điệp thôi, còn 200 chậu. Mèo 9 là 400. Rồi sang mèo 10, mèo 10 các bác gộp đơn thôi em nha. Hai thân, ba thân hoa phi điệp to không? Ba thân hoa phi điệp này các bác này. Mèo 10 các bác gộp đơn nha, 100k.
Mèo 11 con này, mèo 11 toàn thân hoa thôi các bác này. Ui, nó rụng hết lá rồi các bác nha. Ít nữa nắng lên là nó cho hoa thôi. 1 2 3 4 5 6, 6 thân hoa. Mèo 11 các bác gộp đơn thêm 80k nhá. 80k. Mèo 12. Cái này ghép gỗ lũa các nha. Đẹp không? 1 2 3 4 5 6 7 thân hoa. Mèo 12 các bác lên trên là 150k. Mèo 12 là 150. Mèo 13 các bác nha. Mèo 13 là có chầm tím này, 1 2 này, 3 4 này, 5 thân chầm tím và phi điệp các bác nhá. Mèo 13 các bác lên giúp em là cũng chậu gỗ nghiến các bác nhá. Đây, mèo 13 em lên là 450k, mèo 13. 450. 4, mèo 14 các bác cũng gộp đơn giúp em nha. Phi điệp tím. Mèo 14 gộp đơn giúp em là 70k. Thế rồi em làm dẫn mất một thân. Gộp đơn giúp em là 50k nhá. Mèo 14. Rồi em lên chậu nhạn này, mèo 15 này. Chậu nhạn mèo 15 có nha. Đẹp không? Rất đẹp không? Mèo 15. Mèo 15. Cái này em chưa nhìn thấy nụ, chắc nó chuẩn bị ra rồi. Mèo 15 này cô chú ba anh chị lên giúp em giá là đây ạ. 580k, mèo 15 580. Rồi em sang mèo 16. Mèo 16. Nó cứ dính cái vôi ở trong kẽ lá này không nhìn thấy nụ hoa gì. Mèo 16. À đây thấy được một cái, hai cái. Thấy được hai cái nụ. Cây bên này chưa, chắc chắn là nó sẽ ra không nhá. Mèo 16 đây có nhá, chậu hai cây. Đó, mèo 16 chậu này rất là xinh. Mèo 16 các bác lên giúp em là 450k nhá. 450k. Mèo 16. Rồi hết rồi các bác. Hết nhạn rồi. Cô chú ba anh chị vào mua hàng của Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372 094 157 nha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.